rồi, em cảm ơn nhiều lắm. Cái là sai ngày xưa đó. Dạ. Dạ, miền ngoài trả giờ. Thôi mì mà cái củ nhỏ nhỏ thì ngon. Dạ. Con cô đơn. Vậy à, vậy là hết rồi chợ mình còn nhiêu người cô đơn này, chị giới thiệu luôn đi. Có hai bán hàng. Vậy là chợ Tân Hội ha. Chợ Tân Hội Vĩnh Long nha cả nhà. Bò, bánh nướng, bánh chuối, xôi các loại luôn, xôi gấc nè, xôi đậu xanh nè, xôi đậu đen nè. À, quay bánh trước rồi vô phỏng vấn người nè. Này là bánh tằm bì nữa nha, xôi gấc, bánh nướng. Cái bánh này ngon nè, bánh này là bánh đậu xanh nè. Rồi, à, bà ơi, con biết được hoàn cảnh của bà đi bán cũng khó khăn nha. À, bữa nay ở thành phố Sa Đéc, con thay mặt cho bốn cô ở Mỹ, con tặng bà số tiền là 300.000 của bốn cô nha bà. Dạ. Bà làm thuốc, bà làm thuốc, bà thích thuốc rồi, bà bệnh đó. Dạ. Bà nào bán số đi, thuốc uống. Dạ. Thuốc, bà hốt, dạ. Bà đi thuốc đổi. Dạ. Rồi, con thay mặt bốn cô con gửi bà nè, 300.000. Dạ. Bữa nay là gặp con là bà hên đó. Dạ, dạ. Dạ. Rồi, con chào bà nha. À, ông ơi, bữa nay con biết được ông ở chợ Tân Hội, thành phố Vĩnh Long nha. Ừ, con thay mặt cho bốn cô ở Mỹ, con tặng ông số tiền là 300.000 nha. Dạ, cảm ơn cô nhiều, cô giúp đỡ ngay hên gặp cô. Dạ. Sáng bể mình đã ăn mới thay được. Dạ. Cô giúp đỡ gì nữa. Dạ, của bốn cô ở Mỹ tặng cho ông. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, dạ, con gửi ông. Dạ, cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ, đi sửa xe. Dạ, rồi. Dạ. Hàng đó, xe đỡ cô. Dạ. Dạ, rồi, con chào ông. Ừ, con ở Mỹ Long á, huyện Cao Lãnh bên đây nè. Dạ, Cao Lãnh hả? Dạ. Dạ, dạ. Dạ. Để con kém thì ông cho, cho vịt chè nè. Dạ. Ông để chưa ông ăn? Dạ. Dạ. Rồi, con chào ông. Dạ, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, dạ. Cô đi có mình hả? Dạ, con đi có mình nè. Cả nhà tại phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long. Thì hôm nay Trang đang có mặt ở chợ Tân Hội và trên cái đoạn đường phía trước mặt Trang là quốc lộ 80. Sở dĩ Trang ghi hình hôm nay vào thời điểm này thì một ngôi chợ cặp bờ sông Tiền. Cái hướng sau lưng Trang sẽ là di chuyển đi được bến phà Mỹ Thuận ngày xưa cả nhà. Và bây giờ thì Trang sẽ quay một vòng toàn cảnh ở đây cho cả nhà cùng nhìn ngắm. Song song với đó là gần ngôi chợ này có một cái công trình phải nói là đang rất là quy mô và hoành tráng, đó là công trình cầu Mỹ Thuận 2. Đó là một trong những cây cầu mà dây văng đầu tiên của Việt Nam tự thi công, thiết kế và quản lý. Trước mặt cả nhà là dòng sông Tiền hiền hòa, bình yên qua bao năm tháng. Và hôm nay, trước khi vào khám phá ngôi chợ Tân Hội, Trang xin gửi đến cả nhà một vài hình ảnh công trình vĩ đại cầu Mỹ Thuận 2 nằm song song với cầu Mỹ Thuận hiện hữu, bắc qua sông Tiền, kết nối hai tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và Mỹ Thuận Cần Thơ. Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long có tổng chiều dài là 6,6 km. Điểm đầu khớp nối với dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, điểm cuối kết nối với cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Trong đó, cầu chính dài 1.906 km được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, mặt cầu rộng 25m, vận tốc thiết kế là 80 km/h, đường dẫn hai đầu cầu dài 4,7 km. Trong đó, phía Tiền Giang dài 4,3 km và phía chính Vĩnh Long dài 0,4 km. Và có thể nói đây là công trình cây cầu dây văng đầu tiên do Việt Nam tự thiết kế, quản lý và thi công.
và là cây cầu cao tốc đầu tiên miền Tây Nam Bộ, cao tốc Bắc Nam. Đây là niềm vui không những của bà con người dân miền Tây mà còn là niềm vui chung của cả nước khi có thêm một công trình góp phần làm đẹp quê hương, thuận tiện giao thông khi không còn cảnh mà qua sông thì phải lụy đò của 23 năm về trước khi mà chưa có cái cầu Mỹ Thuận hiện hữu cả nhà. Và ngôi chợ Tân Hội là một nhân chứng vì chợ nằm trên chính cái con đường vào phà Mỹ Thuận cũ hay còn gọi là bến Bắc Mỹ Thuận. Thì một vài hình ảnh đẹp nơi đây gửi đến cả nhà, và Trang xin mời cả nhà ngắm nhìn toàn cảnh lại công trình vĩ đại của cầu Mỹ Thuận 2 đang trong cái tiến độ xây dựng và cố gắng hoàn thành trong năm 2023. Và mình sẽ cùng tìm hiểu về nhịp sống của bà con nơi đây. Cùng Trang khám phá, chúc cả nhà có một ngày thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Bây giờ thì đi thôi. Rồi, phía trước mặt cả nhà đây là tuyến đường quốc lộ 80 đi thẳng sẽ về Vĩnh Long rồi luôn, rồi ngược lại sẽ về được thành phố Sa Đéc. Phải Trang đi từ Sa Đéc xuống. Bây giờ mời cả nhà cùng đi vào bên trong ngôi chợ Tân Hội coi ở đây có gì đặc biệt nha. Cái tuyến đường mà phía trước mặt cả nhà đây là hướng đi ra bến phà Mỹ Thuận ngày xưa đó nha, bây giờ thì nó không còn nữa đâu. Rồi để Trang hỏi chú, cái đường này là ra phà Mỹ Thuận ngày xưa không chú? À, bây giờ đâu còn hả chú? Giờ con quay cái đó làm gì? Con đi tham quan chợ Tân Hội. Dạ. Con quay đi quay cái này nè, đẹp trai đó. Dạ. Dạ. Ổng là đẹp trai đó, con quay. Dạ. Sáng giờ chú chạy đỡ không chú? Đỡ. Dạ. Cái tuyến này đi thẳng ra ngoài giờ mấy cái ghe container rồi thôi hả chú? Tàu rồi hả? Dạ. Con thấy ngoài đông quá mà không có còn cái phà ngày xưa. Con quay này về làm gì? Con quay YouTube chú. Dạ. Rồi con cảm ơn nha, con chúc hết mấy chú sức khỏe. Dạ. Đây nha. Bây giờ mời cả nhà cùng đi vào bên trong ha. Đây là một cái dãy bán bánh mì nè. Buổi sáng sớm nè. Để đi vào trong chợ. Đây là cổng chợ. Chợ Tân Hội. Văn minh sạch đẹp. Đây đầu đường có bán gạo, bán rồi nè, mấy cô. Bán trứng, bán đồ, đủ đồ hết. Để mình vô đây mình coi coi mấy cô bán gì đây. Cô bán nem nướng, chuối. Chợ thì Trang có hỏi á. Trang hỏi mấy cô thì chợ giấc này là đông nhất rồi đó. Rồi đây mấy cô. Bán được chưa cô? Chuối nè. Ủa này chuối cao hả vậy cô? Chứ cao chứ xài á. Chợ mình chắc này là đông nhất rồi hả cô? Ừ, về đông. Dạ, về. Dạ, bữa nay vắng, chắc thứ bảy chủ nhật con nghỉ đông. Ừ. Dạ. Rồi, con cảm ơn. Đây, một cái sạp này đó nha. Ừ, đây. Đây là chợ, đi thẳng hướng này, dòng qua phía bên tay trái của Trang sẽ là khu chợ cá. À, khu bán trái cây nè. Dễ bên đây bán trái cây. Xoài, mặn, vú sữa. Mình đi dài dài vô cái hả? Chợ thì đông thì không có đông mà vắng luôn á nhé. Chợ gì vậy á? Ồ đây có cô bán bánh nè. Bánh bò, bánh tiêu. Ăn bánh gì đây? Đây chắc cô này bán bánh nhiều nhất chợ này đó cả nhà. Để qua đây Trang mua cái bánh gì ăn. Dạ. Để con ăn hàng cái đi rồi con lại con. Cái này bánh bánh gì con? Cái này bánh khoai mì nướng 12.000. Khoai mì nướng ha. Của ta gỡ có 10.000 á, nào bán cho đưa đủ 10.000 thôi. Đâu có bánh lên trên này. Này bánh bò. Cái này là bánh gì quên nè, bánh cam mặn hả? Bánh cam mặn. À bánh cam mặn.
Bên đây là chấm dẹp. Chấm dẹp. Chấm dẹp. Bánh tiêu, ăn bánh tiêu được lâu lắm mà không ăn bánh tiêu nha. Đó, bánh tiêu. Chị lấy hai cái đi. Bánh tiêu này có kẹp bánh bò không? Có, ăn bánh bò không? Kẹp kẹp là kẹp kẹp cái nào, bánh bò nướng là vô hả? Bánh bò kẹp bánh tiêu đi. Mấy cái? Dạ, một cái kẹp thôi. Rồi vậy đó. Nhưng cả nhà coi cái bánh quê. Nhiều khi người ta nhìn cái mấy cái bánh quê người ta nhớ quê hương. Đậu xanh. Cái này là bánh nước cho. Nước cho ha. Kêu ở đây kêu bánh chưng hay gì? Người ta gọi là bánh chưng, người ta gọi là bánh bánh cho. À, vẫn ha. Nó vuông vuông. Mỗi chỗ có khác nhau hết cả nhà, nhưng mà đa phần đó là nước cho đó. Đây là bánh cam, bánh còng. Bánh cam, bánh còng. Đi chợ quê đó. Lấy đồ em. Dạ. Đi lời nữa. Cậu mày để đi hồi là lấy. Em gửi thôi. Nhớ ra lấy nha. Dạ dạ. Đây là một cái dãy chợ, chắc có lẽ là Trang sẽ di chuyển xuống hướng chợ cá trước nha cả nhà. Rồi mình sẽ đi một vòng ra ngược ra bên ngược lại. Cô, con chào cô. Cô bán món đặc sản gì chợ mình cô? Chè nè cưng. Chè, chè đậu trắng, rau câu. Rau câu dừa. Ừ. Ăn là nhiêu cốc đó, mày nói vậy đó. Ừ, đi qua Mỹ luôn. Còn chị đi tới bển này đó cưng. Dạ. Cái ghê cái. Mấy chị đây dễ hơn. Đi qua tới Mỹ luôn rồi. Dạ. Rồi có nhắn gì ai ở bển không cô? À? Cô có nhắn gì ai ở bển không? Kiếm anh Mỹ nào đẹp đẹp á, ưng bay bển luôn cho. Bay bển rồi cô còn bán chè không? Trời nó trả lại đó. Trả đi bán chè đó. Không, nếu mà giờ bay được cô bển cô còn bán chè không? Qua bển bán chè luôn. Qua bển bán chè luôn ha. Bán gì mình bán. Bạn con biết là con giới thiệu. Qua bên kia là bán luôn á, cho nhà bán chè luôn. Vì chứ chè này qua bển bán đắt nè. Nước cốt làm ngon phải không? Chị cái này là nước màu hả gì? Nước màu dừa khô á. Nước màu dừa ha, lâu quá rồi mới gặp cái này luôn á. Tại vì mà ba cái chè đồ nè, như nước dừa đó. Dạ à. Lâu lâu mới ra trái à, không có hoài. Nước màu dừa của quê mình ngày xưa đó cả nhà. Cái này chùm ruột nè. Mứt chùm ruột. Khéo quá ha. Chị làm màu đỏ này là gì chị? Tự nhiên của nó hả? Có phải cái lá cây trang không? Không xài luôn hả? Tự nhiên của nó luôn, màu đó vậy đó. Hay quá hả? Chứ sao không? Dạng như tương mà trà đi, trà dắt thiệt kỹ cho nó gáo đó, rồi trộn cái đường vô. Trộn cái đường lên, bắt lên cho nó hát tan đường hết. Rồi em lấy nắp đậy lên. Dạ. Hoài cái dạng nó sôi hồi nó màu. Tự đỏ. À. Hay quá ta. Đó. Hồi xưa thì làm xài bông trang rồi á. Không có màu, không có màu gì hết, tự nhiên đó nha. Dạ. Màu tự nhiên đó. Nè đấy. Tại đường á, tại mình lúc mình nấu á. Dạ. Lấy nắp đậy lại. Dạ. Nó sôi lên cái nó sôi ồm ọc kia đó là nó hồi cái màu vậy đó. Mà cái này là chị trà hay là chị để tủ lạnh? Trà. Trà hay trà từng trái luôn hả? Nó mới dài. Trà từng trái hay trà gỗ? Trà. Cái xay gì nè, à. Cái xay tre đó. Rồi mình để nó xuống rồi. Lấy em bịch đi. Lấy cái đấy, cho em coi trái rồi. Có cây tâm gì không? Không. Không. Cho cả nhà coi trái chùm ruột. Dạ xong rồi dắt cho kỹ thì kỹ vậy đó, cho nó khô thì khô vậy đó. Khéo quá chừng. Đường vô là bắt đầu nó bắt lên cái nắp lại lại nha. Dạ. Nắp lại lại nó mới màu vậy nè. Ê dướng cái bọc, dướng cái bọc. Cái chùm ruột nó dài lắm chứ dạ, không có bọc đó. Cho cả nhà coi cái trái chùm ruột kìa. Nó bóng ha. Nó không có bị nhăn luôn, nó không bị nhăn luôn. Không bị gì hết. Rất là khéo cả nhà. Mời cả nhà ăn trái chùm ruột. Tự nhiên nha. Này tự nhiên đó. Không có màu này ngon lắm. Em bỏ vô nước đá cái chùm ruột nó bở. Đúng rồi. Mình chịu khó mình cỡ chút nha. Chà. Chà cái dắt trong khu bị khô. Em ướp đường vô lại bỏ. Không có sợ nó bị nhăn ha, nó vẫn còn căng ha. Ừ. Thì bắt cũng như hồi lúc em bóp nó nước ra hết. Em bỏ nó vô cái đường nó thấm vô chứ chùm ruột nó bắn lại. Ngon á. Bịch nào đâu, lấy em bịch đi. Chút em đợi lấy. Chị bán nhiêu bịch vậy? 10 ngàn à. Tết chắc bán được hả chị hả? Tết nè, Tết cái này không có. Không có chùm ruột hả? Ừ, nó không có ngày. Đúng rồi. Nó phải đúng mùa mới nó dễ. Nè, em gặp. Khó ăn, bán được. Chị để đi, chút em đợi lấy. Đây, cho cả nhà coi bịch chè đậu trắng nè. Bánh quê ngon quá. Cái này đậu trắng. Nước cốt dừa với nếp. Cái này để khoai cao nữa là ngon luôn ha. Khoai cao, dạ, này không có. Này cả nhà.
rau câu. Dạ. Rau câu dừa. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn. Đây mấy chị bán đồ nè. Sáng giờ bán được không chị? Được nha. Rồi gai. Cũng được mà, lê gai. Dạ. Có cái bánh đúc gân này em không biết làm nè. Cái này là phải một nồi trắng, một nồi xanh rồi trộn lại bánh ra không? Dạ ha. Tại vì đó thì em tưởng đâu là đánh nhiều thì nó ra gân, nhưng mà không phải. Màu trắng, màu xanh nó pha lại. Dạ. Cái này bánh gì ta? Ít trần. Mà chị làm bột lọc. Dạ ha. Bột lọc, em mượn cái bánh này. Bột lọc là sao ta? Bột lọc nó trong, nó dài hả? Bột mì, bột mút của mình nó cưng. Bột mì. Bánh. Bánh tết trần. Bột lọc. Thường bánh tết trần ta làm bột gì ta? Nếp ha? Nó đục đúng không? Nó đục. Chị chế em hộp này đi. Nè, chị có cái gì chị mở ra đi. Xé ra cho em thử ra. Cho cả nhà coi nè. Tại cái bột này nó trong, nó không có như cái bánh. Tại thường bánh tết trần mặn như bánh kia, nó cái bột nó đục. Không, để chị lấy cái muỗng. Dạ. Lấy cái dao sắc. Dạ. Em cho cả nhà coi. Cái nhưng là nhưng lấy cái dao. Còn lại thì tốt nữa này. Nhưng chỉ là đậu xanh thôi ha chị. Nhưng đậu xanh. Dạ. Cả nhà thôi. Đây, đây nha coi. Đậu xanh này mấy chị nhiệt tình. Này lá cẩm thiên nhiên của nó. Lá cẩm. Nhưng đậu xanh. Đậu xanh này nguyên hộp luôn hả? Không có nấu hả? Mình nấu với nước cốt dừa cưng. À, rồi, vậy là chất lượng rồi đó. Vậy đó. Bánh đúc thì ăn với nước đường. Tại bột lọc phải là đậu xanh, nước cốt dừa. Vừa chan thêm nó cái nữa là mới ngon. Nước cốt. Cốt này làm có bí quyết gì không chị? Thì bình thường thắng là bỏ đường vô. Thắng bỏ đường. Dùng một cái. Ăn ha. Ăn thì được rồi đó mà không có gì về bóc quá. Đây cho em cái bọc đi. Cái bọc á. Bỏ tay là hoàng tôi. Ủa khí á. Bí, làm gì? Mua thịt bánh thì đâu có lời nhiều đâu. Ăn gì nè, ăn cái bánh thịt. Em mời cả nhà nha. Nhiều gì đi. Trang là tự nhiên lắm, Trang ăn hàng giữa chợ biết quen rồi. Nhắm gì trời. Đây cái bánh nè cả nhà. Nhắm cốt không? Hả? Thôi đi, thôi mất công em ăn không đi. Mời cả nhà nha. Ăn gì. Em bán rồi nè. Độ nó béo. Nó béo lắm, hai lần béo. Nó béo của nước cốt dừa và của nó luôn nữa. Hai ba lần béo luôn. Cái bột này là lạc không có ngọt. Mà ngon. Là chấm nước cốt dừa. Nó là 700. Chấm nước cốt là vừa y luôn cả nhà. Nó dai, nó giòn giòn. Cái này chị biết cái bánh này chị biết nó giống bánh gì không? Chị để vô cái hộp đó. Chị cứ lấy cái bánh đỏ ra quên cái chỗ khác đi. Cái hộp của em nãy. Để nè. Chị bỏ ra đây đổ đó. Thôi không có đâu nhầm gì đâu. Chị lấy luôn ha. Em lấy hộp này chứ. Nó giống như cái bánh phu thê đó chị. Chị biết cái bánh phu thê không? Cái bánh su sê á, cái bánh màu xanh xanh á. Chị biết cái bánh đó không? Có. Không có dụ còn tặng nữa. Hèn gì đó là tập chung nha nè. Trời ơi, em cảm ơn nhiều lắm. Nó cái bột đó là nó giống vậy luôn á. Bánh đi chị ơi. Nó giống bánh phu thê. Bánh nào cũng 5 ngàn. Bánh này thường có bột, có bột này 4 cát. Ngon á. Cái trời thì lấy 7 cát. Ờ còn tặng em nữa. Hộp của em là nhiêu vậy? Thôi trời ơi. Không, bình dân thôi. Bán gì không được. Tội nghiệp bà con ở quê nha. Người miền Tây đặc biệt là khác ở những nơi khác là như vậy. Đi chợ miền Tây lúc nào cũng thấy thoải mái, là không có áp lực tâm lý. Ít thôi nha chị. Em mua ủng hộ mà chị bán vậy là lỗ rồi.
Móc hoài móc tiền không ra. Trời ơi. Dạ em cảm ơn. Rồi gửi đi chút em lại đây. Mình ăn rồi, nhậm gì tặng một cái cho sao đâu. Rồi em cảm ơn nhiều lắm. Chúc em lại, chúc chị bán đắt nha. Này, chợ mình là đi gãy ác chị vậy hả chị? Nó dễ thương á. Đây là bữa nay hơi vắng nha. Dạ thường ngày. Dạ. Bữa nay ngày thứ tư rồi cả nhà. Một vòng bữa nay. Để đi chút em mà lấy, em còn gửi nguyên giấy nè. À, đây bà này, mấy chị bán, mấy cô bán mãng cầu nè, chuối nè. Giấy này giấy chợ tập quá. Ai thường đi, như vậy cho. Cho trong nhà làm chợ nên chợ hơi tối. Hai bên bán nè. Để vô đây coi có gì đặc biệt trong này. Đây cô bán nha. Chè bà ba hả cô? Chè bà ba là sao đây con? Đây, này, con mượn. Ô còn nóng luôn hả? Cái này là cái bột. Không, nhưng mà ý con nói là cái viên này là bột năng hay gì cơ? Năng ha, nó dai dai ha. Rồi có đậu xanh nữa hay gì cô? Đó giờ con chưa ăn cái chè này à. Thử cho biết. Trời ơi. Dễ thấy mồ, sao mắc nổi. Bây giờ bây giờ làm chè Thái cũng y vậy đó. Dạ. Yeah. Trời, mà nó bán mấy chục ngàn một bịch. À, chè Thái sầu riêng ha. Chỉ để miếng ấy lên thôi. Dạ. Yeah. Có gì đâu, nó cũng y vậy nè. Còn cái này để miếng đỡ xanh thì sầu riêng đó. Chắc lên chút xíu. Dạ. Dạ. Hồi xưa con có quán chè Thái đó. Nhưng mà chè bà ba thì con không biết chè ngày xưa là con không, chè ngày xưa là con không biết nấu thiệt. Dạ. À, cô lấy con bịch này đi. Nè, để đi chút còn lại lấy con gửi tiền coi thôi à. Tại vì á mấy cái chè với trà sữa rồi hiện đại thì con biết chứ ngày xưa là con không biết làm. Sao bằng cái này? Dạ. Con mượn con anh này cái. Này bánh canh cô bột sắt hả? Tôm, ừ, bột sắt. Tôm. Như tôm vậy là cô bán nhân bịch cơ. 10 ngàn, dạ. 25 ngàn. Ồ, đây cô bán giá bình dân luôn nha cả nhà. Bình dân. Cái nồi cô còn nhiều không cô? Dạ hả? Này cô làm cho nó ấm hả? Ờ, cho nó ấm. Nó là cái gì ta? Cháu hả? Mút ở dưới. Mút ha? À, con tưởng nó còn cháu như ngày xưa. Chơi vòng vòng như là con. Dạ. Chợ mình này không có như ngày thường ha. Dạ. Ơi, giờ nhắn quay à con ơi. Dạ. Rồi nhắc tới giãn cách con sợ quá chừng. Nè con gửi tiền. Bà ngoại bán bánh, bánh khoai. Ngoại con chào ngoại. Con coi bánh một chút. Ồ ở đây củ rùng mà ngoại bán rồi gọt luôn hả ngoại? Dạ. Củ rùng khoai cao cả nhà. Ở đây ngoại bán nè. Ôi, đây đúng là cái mâm bánh quê mà khoai mà hồi xưa luôn. Dạ. Ngoại bán đây lâu lắm chưa ngoại? Lâu rồi. Dạ. Cái này kêu là món gì ngoại? Khoai mì nấu nước cốt dừa, lá dứa hả ngoại? Lá dứa nước cốt dừa. Dạ, lá dứa nước cốt dừa. Đây, cái củ khoai mì. Cái này chắc là khoai mì kè hả ngoại ha? Ừ. Dạ. Lên vậy gì? Dạ. Thấy tôi gọi cháu thôi mày. Dạ. Mấy chị à. Thấy nó chợ chợ mấy chị chứ bốn tuổi đó đó là mấy chị chợ cặp vào ngoài nè. Dạ. Ngày nào ngoại cũng đi ra bán sớm không ngoại? Mấy giờ ngoại ra rồi? 5 giờ. Dạ 5 giờ ha. Ừ. Lấy bán rồi thả mấy chị. Bà ngoại đẹp lão sẵn rồi. Đây. Dạ. Đây cho cả nhà coi một khoai nè. Đây là khoai lang mập. Bà ngoại là qua khơi có chợ hết vậy à. Dạ. Kêu bằng chị. Rồi con chúc bà sức khỏe nha. Dạ, con chúc bà bán đắt.
Dạ. Đây là cái vàng khoai nè cả nhà, khoai mì nè. Khoai mì, khoai này là củ rồng. khoai này là khoai mật. Bà ngoại lấy cái khoai này cho con đi. Con mua cho ngoại nhanh về luôn. Cái này ngoại nấu nó tươm mật á hả ngoại? Đó, cái loại mà rít rít về nó mới ngon nè. Ngoại bán ký hay sao? Kilo 30 ngàn. Ngoại lấy con nửa ký hả? Cái củ bự củ nhỏ này vừa vừa nè. Dạ sao cũng được chứ. Củ đó coi cái sùng không ngoại? Củ nhỏ nhỏ thôi cũng được. Mấy củ này vậy mà ngon nè. À, cái này nó dẻo. Dạ. Cái này nó mềm. Này khoai nhật. Ủa khoai nhật hả? Con ăn ăn khoai mật nha. Khoai mật là cái này cái gì nè? Mật là cái đỏ nó còn. Dạ. Mật. Này, nó ngọt. Dạ. Cái mật là khoai hồi xưa đó. Dạ. Dạ. Ngoài đó. Ngoài để thì chút còn lại lấy con gửi tiền ngoài thôi hả? Dạ. Bà ngoại con gửi tiền bà ngoại. Con cảm ơn nha. Cái này là khoai mì kè đó hả bà? Dạ. Kè này là lấy thường là chắc Trà Vinh đúng không bà? Không, ở miền trên, miền trên Tây Ninh. À. Cái bè không có Trà Vinh. Dạ. Ở cái bè cái lại với miền trên. Cái bè cái lại. Dạ. Chở vô. Dạ, miền ngoài chở vô. Khoai mì mà cái củ nhỏ nhỏ này ngon. Dạ, chị bán gì đây hả chị? Hả chị chợ? Dạ. Nhìn ngon ha. Có máy quay đã quá. Dạ. Nó gọn hả chị ha? Gọn mà nhỏ. Cái này nếu mà chị mua cái đoạn trên này không chắc cỡ 7-8 triệu là có. 8 triệu. Còn có cái mít thì nó khác giá. Chị bán đâu đâu? Dạ hả? Chị quay bả đi quay gần gần chứ không biết đâu bả đưa lên nè bả có chồng rồi sao. Nguyên chợ với chị với chồng à không đang cô đơn vậy à, vậy là hết ở chợ mình còn nhiêu người cô đơn này chị giới thiệu luôn đi. Dạ. cô hai bán khoai bán xôi gà. Chị Lan bán bánh nước. Bây giờ chợ chị Hà có chữ không bán không đó bả không. Bây giờ thì chưa bị la. Khi mà bà mở con clip ấy, bà mới thấy bà mới la. Dạ không? Dạ không? Sao đã cô này chứ? Vậy là cưng phải đi phỏng vấn từng người. Vậy là chợ Tân Hội ha. Chợ Tân Hội Vĩnh Long nha cả nhà. Đi phỏng vấn. Thế vậy có ở vậy luôn. Phải là mơ ước của cỡ là lấy chồng ngoại quá. Chưa gặp được đối tượng. À, cảm ơn chị nha. Mấy chị đây dễ thương lắm cả nhà. Chợ quê rất là vui vẻ, thân thiện luôn á. Đi có cảm giác vui lắm. Mình thích đi về cái chợ này. Cô này cô đâu bán gì hả cô? Dạ, đi uống cà phê sáng nha. Trời ơi, sướng dữ ta. Chị có trong danh sách mãi không? Chị hả? À. Chị không biết có danh sách không? Chị hai lửa rồi đó. Vậy là để em giới thiệu ha. Vậy là chợ Tân Hội là cần nhiều anh ở trong nước ngoài nước về đây mua đồ nha cả nhà. Rồi vừa coi bánh rồi vừa coi mặt chủ quán luôn. Hả? Nó buồn lắm. Đây. Cho cái nhà coi bánh nè. À, bánh ghê nha. Bánh dạ. Bánh bò. Bánh nước, bánh chuối. Xôi các loại luôn, xôi gấc nè, xôi đậu xanh nè. Xôi đậu đen nè. À, quay bánh trước rồi vô phỏng vấn người nè. Cái này là bánh tằm bì nữa nha. Xôi bắp. Bánh nước. Cái bánh này ngon nè. Bánh này là bánh đậu xanh nè. Đậu xanh, khoai mì. Đấy. Để coi chị ra nè.
sơ gấp còn hộp gấp luôn này cả nhà. Không có bánh gì lạ hả? Bánh ướt ngon quá. Bánh ướt này là cái bột ngoài ở trong là đậu xanh với dừa dừa nạo cả nhà. Cái dễ bánh nè. Mẹ hai bạch coi. Trời cũng ông đông trong nhà lòng nó thường nó tối nha cả nhà. Rồi mình di chuyển qua đây. Đây là khu nhà lòng chợ. Nhà lòng chợ. Cô đi xuống cái này là chợ cá hả? Đi thẳng xuống luôn hả cô ha? Dạ. Ở đây là có những cái sạp bán nước ở trong nhà lòng này chứ nha. Mình đi sơ sơ thôi ha, cái dãy này là dãy đồ ăn sáng. Nhà lòng thì rất là rộng. Dạ, con chào cô. Cô bán bún ở đây hả cô? Dạ. Đây trong nhà lòng ha, xuống dưới này là chợ cá hả cô? Dạ, dạ. Con chúc cô bán đắt nha. Dạ, con cảm ơn. Đây là khu chợ cá. Cô. Ôi, chợ cá mình nhiều quá ta. Đây là cả nhà, cho cả nhà coi một vòng chợ cá của chợ Tân Hội Vĩnh Long nha. Bên đây cô có bán hết nè. Đường này chắc là đường cùng rồi, đâu có đi ra được hả chị? Tới đây là hết chợ không? Dạ. Đi một vòng chợ cho cả nhà coi. Bên trái là chợ thịt, còn bên kia là chợ cá. Con cá này là cô bán sao? Cá 15.000 là 150 ký ha. Cô có bắt con mấy con bự bự nè, mấy con bên đây là bán rồi hả? Tại hồi đó giờ con chưa có ăn con cá này. Cái có mấy cô ở Mỹ nó gọi về con, nói sao con đi chợ không bao giờ mua cá này hết. Con nói con không biết ăn, con không biết nó ra sao. Cá này ngon. Ngon lắm hả cô? Dạ. Cá này cá nước ngọt. Nước ngọt ha. Nước mặn mà không gần nè. Dạ. Con đi chợ nhiều con thấy nhưng mà con ít mua lắm. 75 ngàn hay 70 ngàn? Đây để Trang lựa vài con. Cái này là giờ làm gì ăn cô? Kho tiêu, bún chiên. À. Chiên tươi. Cá phèn nữa cả nhà. Cô lấy con cái gì đi con lựa cái mấy con. Dạ. Cô cứ bắt đại đi. Đây là cá phèn. Mấy con lớn lớn. Cái này cô lấy của người ta hả? Ừ, mua dưới sông. Dạ. Này chắc ta đi đăng hay gì cô? Không, ra cào. À, ra cào. Còn con nào lớn? Đây con nào lớn. À. Chị Hoa ăn lụm nó gỗ dục chưa mẹ em? Đây cho xin mấy nước rửa tay. À, có mấy con tôm mua không? Tôm xong rồi. Dạ không, con nhà xa lắm. Chưa có về nhưng mà tại mua cá phèn cho biết. Này là cá sơn cả nhà. Cá sơn này cũng lớn ha. Cá phèn cũng lớn. Cá lử châu nè. Vậy chúc cô mặn mới này cho con nha. Nhiêu đây nè. Cái con lớn á. Rồi, con cảm ơn. Đây là cá. Dạ, không có. Con đi thăm quan chợ cá cho biết. Đây có con cá này lạ lạ nè. Làm gì? Con đi coi chợ quê. Đây là mực. Ủa cô, con cá này kêu con cá gì cô? Không biết luôn. Không biết luôn hả? Cái này là cá biển hay cá gì? Cá biển hay cá trong mình á? Cá biển. Ồ, cá này là cái này. Cá liền kìm gì quá hả? Bên đây cô cũng có cá chét rồi nữa nè. Cá thường. Cá heo biển. À, em chúc anh chị bán đắt nha. Dạ. Chợ giờ này mới đông nè. Nãy giờ thì thấy vắng. Đây là khu 7 Nhật mới đông. Dạ, khu 7 Nhật mới đông. Cả nhà phía trước mặt nè. Ở khu ngoài là bán rau củ quả. Đây vô đây rồi. Cái này là cô kêu bà đấy chứ. Cái này bà tự làm hả? Tự làm. Bánh này tự làm. Là bánh nước rồi cuộn cái gì vô cơ? Khô. Ngon lắm. À, lần đầu con gặp á. Ừ. Bà bán. Bà mặc áo bà ba đẹp quá. Theo kiểu ngày xưa cái loại bánh.
bánh nước thì mình lấy thôi, mình tự tráng bà. Bánh nước mình lấy ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Ủa là lấy mỗi ngày luôn hả? Mỗi ngày. Là có xe người ta gửi về cho bà ha. 2 tiếng rưỡi rồi xuống tới rồi. Dạ. Bánh nước mới mỗi ngày luôn cả nhà. Có nem, có bì. Có nem, có cái cuộn đó cô cũng kêu là bánh nước luôn. Bánh nước có nhân. Dạ. Yeah. Có một số người thích cái đó lắm. Dạ. Yeah. Có số thì nó không chịu ăn cơm khô. Rồi, có con nhiêu mà? Có con 2 triệu. Dạ, con gửi tiền. Chợ mình lâu đời lắm chưa bà? Mấy chục năm rồi con. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Yeah. Cái phà dẹp chắc cũng lâu lắm hả bà ha? Lâu rồi. Dạ. Yeah. Cầu xây hình như năm... hoàn thành năm 2000 gì đó. Dạ hai được rồi bà. Dạ con cảm ơn. Đây rồi, nó để ngoài đó nha. Khu nhà lồng rau củ quả. Rau củ quả. Đây Trang muốn ăn cái canh này nè. Anh cải. Anh cái cải bó xôi nè anh bán sao? Đi chợ lâu lâu mới gặp. Dạ. Anh lấy em ký này đi. Này là kêu cải chân vịt phải không? Đúng rồi đó. Cải bó xôi là nó đó cả nhà. Cải này ăn nó cải này ăn bổ lắm em. Nó mềm mềm. Nhớt nhớt như là. Anh bán này lâu chưa? Bán lâu rồi đó. Dạ. Yeah. 4-5 năm rồi. Dạ. Yeah. Ồ, ký nhiều dữ vậy đó hả? 25.000 ký hả? Vậy là rẻ hả? Rẻ cái gì đó. Lâu quá không ăn. Dạ. Rẻ đó, vừa cả nhà làm á. Cả nhà làm. Không hả? Mấy anh làm bằng đường chải hả? Bằng nước mía? À, đường chải. Đường chải hả? Có nhiều chỗ người ta làm bằng nước mía là ngon lắm luôn á. Ừ. Khỏi đường chải. Nè em gọi. Chải đi mà nước mía mình không có. Dạ. Nước mía nguyên chất á, để vô là nó vàng và nó thơm tự nhiên luôn. Dạ, em cảm ơn nha. Rồi, dưa cải đó nha. Thơm quá. Thơm ha, đừng thơm quá. Đây bỏ vô đây. Bí đao nè, cả nhà thấy nguyên cái hàng đồ rẫy. Nhìn cũng hấp dẫn ha. Đây coi nè. Cái này em thấy thơm nè. Rồi, nhà làm mà. Anh bán nhiêu ký? 20. 20 ngàn. Vừa cải sống là bán 18.000 tí rồi. Dạ. Cải tò xoài. Đây chắc là kêu cải mần dưa thôi quá hả? Này cái tên của nó. Cải mần dưa em. Dạ. Rồi em cảm ơn. Rồi. Em cảm ơn anh chị. Lâu lắm thì chợ mới gặp chỗ bán lá chuối cả nhà. Cô lá chuối vậy cô bán nhiêu ký cơ? Dạ hả? À. Tại vì đi chợ ít bây giờ con gặp đó. Dạ. Lần đầu con gặp á. Dạ. Dạ. Rồi. Cái này là dễ có chanh mới lao. Con coi chút nha. Sáng nãy nó có cái lát gì ta? Cô cái lát này phải cây dứa gai không? Mướp gai hả? Mướp gai là sao ta? Mướp gai. Chứ không biết cọng này đâu. Cả nhà biết cọng này không? Mướp gai. Ngộ ha. Cái cây này cái lá nó lớn không cô? Cái lá nó lớn không? Nó nằm ở dưới mé sông hả vậy? À, ở dưới mé sông đúng không? Vậy nó là cây dứa gai chứ. Không phải cây dứa gai khác, cái này mướp gai khác. À, cây mướp gai. Ồ. Trang không biết cây này. Không, con hỏi cô. Cô bán này sao cô? Cái đó 4.000 bó. Có bó nào không có này. Cái này uống nó ra sao con? Nó uống mắt vàng 4. Nấu nước lạo lửa đạo. Dạ. Uống nó cổ tiểu vô. Mướp gai đó nè. Thôi Trang muốn này đâu, Trang uống này nè. Trang sợ cái gì. Ủa, sao có bán này nè. Nè một bó này nè. Chị đó chưa có chồng, nữa, em quay tiktok lên kiếm cho chị người chồng. Ê, con lấy bà bó này. Hay lấy bó. Mày không chùi bằng mai, mày nói mày không nói nữa.
Cô muốn về nhà măng hả cô? Nó thả cho măng đó mà kêu thằng Mai gì cho măng nó không chịu. Dạ. Cả nhà. Con này về nấu nước uống. Đi lao. Mới lao về nấu nước uống cho mát. Chứ chưa uống này nè rồi không biết uống làm sao rồi cái không dám lấy. Hay lấy thử báo máu riêng coi. Cái này uống nó thơm không cô? Cái uống nó mát thôi. Mát hay hả? Nó mát hay ha. Nó... sợ nó chỗ ra tùm lum. Rồi uống. Nè lấy con ba lá này đây. Đu đủ này nó giống trái dày không gì? Đu đủ rồi đó nha. Ngàn đồ gãy rồi. Mặn. Có lá thì 8 kg luôn. À cái này là lê kim e hả? Xoài. Đồ gãy. 8 kg là nhiều ai biết. Đẹp lắm. Cái cây. Cái này 20 đi. Đỏ vậy ha. Đỏ luôn. Rau cải. Dạ con lấy ba này nữa. Nè bữa không? Mua dạ, bớt con nữa hả? Bớt con thôi. Trang, đợi Trang lấy tiền nữa. Cố gần đây con. Cô hả? Dạ. Dạ, với cầu Mỹ Thuận. Cầu 1 hả? Cầu 2 cô? Cầu 1. Dạ, cầu 1. Lê kim à, trái thì trái trứng gà luôn cả nhà. Này con gửi tiền. Ôi, cho con trái mặn nữa hả? Cô cho Trang trái mặn nữa nè cả nhà. Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn nha. Cô bớt con 2.000 cho con trái mặn nữa. Dạ, con cảm ơn. Chúc cô bán thiệt rồi đó. Chúc cô sức khỏe. Dạ. À, đi ra đây cả nhà. Dạ, con chào cô. Vậy bán trái cây. Chợ này thì chủ yếu là bán đồ nông sản nè. Bán rau, củ, quả. Bánh, trái. Nhiều hơn là bán... nhiều hơn là bán cá, nên là cá thì ít hơn, chỉ có một quầy nhỏ thôi. Đây cô bán mấy cái rau bên đây đẹp quá nè. Đi. Đi vào đây. Đất non. Cải, cá. Hình như là lướt qua cái đoạn không dữ rồi. Lướt qua chưa? Dạ lướt rồi. Quay cái lúc nào mà chị hiền thục quá. Rồi cái lúc này là hiền thục chưa? Lấy gì đó. Cái lúc này là hiền thục chưa? Đặng em quay về anh xã coi. Hên xui đó. Hên xui. Chị bán nha, chị bán đây lâu chưa? Chị bán đây lâu chưa? Bán 10 năm rồi. 10 năm rồi ha. Ừ. Rau cải. 10 năm rồi vẫn ế như thường. 10 năm. Rồi có ngày nào đắt không? Hên. Bữa nào ngày tốt. Chị bán đắt nha. Rồi mình đi tiếp nè. Ở đây chủ yếu con thấy bán rau cải nhiều hả cô? Chợ mình cá được. Nha. Cái này mấy cái này đồ đồng cô hái ra hả? Dạ. Mấy chị ơi, mấy chị cũng cười quá. Ai cây. Hỏi cô này đồ đồng hả? Cái mấy chị nói đồ ăn trộm gà. Không mua cái gì rồi. Dạ. Tây tượng đồ luôn nè. Cả nhà mua rau đi vô cái dãy cuối cặp ngoài á nha. Em thấy đồ đồng nhiều. Đồ thiên nhiên nhiều. Rồi con cảm ơn nha, con chúc hết mấy cô mấy anh chị đây bán đất. Dạ. Đây. Chị bán đất nha chị. Ừ, chị cảm ơn con nghe. Đi đây. Dạ. Em mấy chị dễ thương. Này rau dền nữa hả chị hả? Rau dền, tập tàn.
rau muống. Rau muống này ngoài sông á, trong ngoài sông nó vượt lên ha. Anh thấy nó tốt quá, tiền tốt luôn cả nhà. Ôi ôi cái cọng rau muống nè. Ăn trong à. Mà chở hết nổi rồi. Ra đây. Bà bán nè. Em cảm ơn. Rồi nguyên cái dãy ở ngoài này là cái khu bán đồ cũng là rau củ quả luôn cả nhà. Rau củ quả các loại. Bún đồ ăn sáng nè. À, bây giờ mình đi ra đây ha. Ở trên gà Trang bán đồ ấy, Trang bày chứ vô Trang lấy đồ, Trang gửi mấy vợ chồng. Ở đây có bán bún riêu đồ nè, đồ ăn sáng. Bún riêu cua. Ăn gì vậy ta? Ở đây có bán miếng gà hả? Chả cá nữa nè. Ủa cái dãy ở dưới này cũng còn bán đồ nữa nè. Cặp theo quốc lộ 80 nè. Cặp theo quốc lộ 80 có bán trái cây rồi. Bán bắp, bán các loại. Dạ chưa. Chưa, nãy giờ con chưa qua nhánh này. Bây giờ qua cái này cái mặt béo lên nhiều lắm rồi đó. Cô bán tỏi, hành tím. Dạ. Bữa nay lần đầu tiên con về chợ mình. Dạ. Chợ mà. Chợ mình mà chợ vui mà. Dạ. Chị bán gì đây? Dạ. Chợ mình bữa nay không đông như ngày thường ha. Dạ. Bữa nay thôi. Dạ. Chủ nhật ha. Dạ. Dạ. Thêm mấy chị ngồi đây bán. Dạ. Dạ. Phía đây là phía chỗ giữ xe cả nhà. Cặp theo đây là quốc lộ 80 nè. Đó, cả nhà coi một cái đoạn đường. Dạ. Chợ mình em mới bán đủ đồ nhưng mà đồ quê, đồ đồng nhiều. Rau vườn được không à? Đây cô bán rau hả? Dạ. Đây cho cả nhà coi một vòng chợ Tân Hội nữa ha. Chị. Chị chứ nước đi. Dạ. Đây một vòng. Rồi đây là hết chợ đó cả nhà. Bây giờ chắc có thể là Trang sẽ di chuyển qua hướng bên ngoài quay cho cả nhà coi một vòng công trình của cầu Mỹ Thuận 2, một vài hình ảnh đẹp gửi cả nhà ở khu vực chợ Tân Hội, phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long. Bây giờ thì Trang xin phép kết thúc ở đây và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị và các bạn vào những đoạn phim tiếp theo chia sẻ nhiều hơn về những vùng đất mới. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt cả nhà nha. Tạm biệt chợ Tân Hội. Ông cho con hỏi thăm một xíu nha. Ông năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi ông? 64 Dạ. Rồi, ông đi bán vậy là một mình ông có con cháu gì không? Có đứa cháu nội hả? Dạ. Có thằng con trai hả? Dạ. Được đứa cháu nội. Một ngày ông bán được nhiều không ông? Bán được 200 con. Dạ. Giờ không cho trả lại con. Dạ. Cho trả lại. Dạ. Là một cái ngày vậy bể một đạn. Dạ. Bể một đạn. Hư chiếc xe hả ông? Dạ, mới hư rồi mới sửa. Dạ. Rồi ông đi bán giờ ông về nhà hay là sao? Về nhà. À. Rồi vừa đạt rồi. Mình ở gần đây không ông? Dạ, trên cây da lớn. Cây da lớn. Dạ. Mỗi ngày là ông đạp xe đi xuống đây. Dạ. Lắc không ạ? Hư rồi con. Hư một. Ôi ôi. Một chân. Xe này xưa ông mua nhiêu? Dạ. Xe nào xưa ông mua nhiêu? 370 ngàn hả? Mở chở tới nhà mình chứ không có bớt cô. Dạ. Bây giờ rồi an toàn không ông? Dạ, an toàn chả chắc lệ cô. Dạ. 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 Cô kia dạ. Dạ. Mua xe điện nó dạ. Không đủ khả năng. Dạ. Dạ. Xin dạ. Những ban chưa có. Dạ. Vậy dạ, một ngày ông bán là chỉ là nuôi bản thân với cháu. Dạ. Nhà chỉ có hai người thôi. Dạ. À, ông ơi bữa nay con biết được ông ở chợ Tân Hội thành phố Vĩnh Long nha. Dạ. Con thay mặt cho bốn cô ở Mỹ con tặng ông số tiền là 300 ngàn nha. Dạ cảm ơn cô nhiều, cô giúp đỡ nên hên gặp cô. Dạ. Sáng bể một đạn mới thay được. Dạ. Cô giúp đỡ gì mà. Dạ của bốn cô ở Mỹ tặng cho ông. Dạ cảm ơn cô. Dạ dạ con gửi ông. Dạ, cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ đi sửa xe. Dạ. Sửa xe rồi. Dạ. Đi hàng đỡ xài đỡ cô. Dạ. Dạ rồi con chào ông. Dạ. Con ở đâu vậy? Con ở Mỹ Long á, huyện Cao Lãnh bên đây nè. Dạ Cao Lãnh hả? Dạ. Cô nhiều, cô giúp đỡ. Dạ dạ. Dạ.
để con kém thì ông cho, chắc ông cho vịt chè nè, ông để chưa ông ăn? Dạ. Rồi con chào ông. Dạ dạ. Cô đi có mình hả? Dạ con đi có mình hả? Dạ dạ. Rồi bây giờ mình đi lấy đồ rồi về cả nhà. Dạ dạ. Hồi chiếc xe của ông nè, cái máy gì nó rách lên trên nè, phải đi sửa xe nữa. Chiếc xe mà có mấy trăm ngàn thì chạy nguy hiểm cả nhà. Bên trong nhà làm chợ. Bà ơi, con hỏi thăm bạn xíu nha. Bà đi bán một ngày vậy được nhiều không? Trăm tờ. Trăm tờ hả? Dạ. Dạ. Bà năm nay bà nhiêu tuổi rồi con biết được không? 72 tuổi. Bà thường ngày là bà ở vòng vòng đây hay là ở đâu? Vòng vòng đây bà lỡ sao có đổi. Lúc đó bà lỡ trước ở trên kia đó. Dạ. Giờ giờ thích nhà bị khóp á. Dạ. Rồi con cái bà đâu? Hả? Con cái hay bà đâu? Có bò đó hai đứa bắt rồi. Dạ. Giờ sống thôi nó con khác. Dạ. Rồi thường ngày bà nói là bà hay đi qua bên đây là ngủ hả? Qua đó nằm có linh nè. Dạ. Ở bên đó chỗ từ thiện hả sao mà? Từ thiện. Con thấy giấc sáng bên đó đông lắm. Đông lắm. Nhưng mà bà có nói chờ đợi bà hết số bà mới vô. Dạ. Có kể vô kể, bán sớm vô sớm. Là do đó là mình được ăn ở miễn phí hả sao bà? Miễn phí. Dạ. Ở đây là khu vực Sa Đéc nha cả nhà. Ở bên đó mình kêu là trung tâm sao bà? Bà không có gặp. Dạ. Người ta chỉ là cho mình ăn ở. Không có, cho vô nằm thôi à. À, vô nằm vậy. Ăn là cơ của mình. Dạ. Rồi. À bà ơi, con biết được hoàn cảnh của bà đi bán cũng khó khăn nha. À, bữa nay ở thành phố Sa Đéc, con thay mặt cho bốn cô ở Mỹ, con tặng bà số tiền là 300 ngàn của bốn cô nha bà. Dạ. Dạ. Bà đồng nước, bà đồng nước, bà thích thuốc rồi, bà bệnh đó. Dạ. Tại đó bán số đi mua thuốc uống. Dạ. Thuốc bây giờ hết, xin. Dạ. Bà đi thuốc đổi. Dạ. Rồi con thay mặt bốn cô con gửi bà nè. 300 ngàn. Dạ. Bữa nay giờ gặp con là bà hên đó. Dạ, dạ. 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 Rồi con chào bà nha. Dạ, rồi bà đi bán đi. Bà đi với con. Dạ. Bây giờ bà đau thì bà đi bà lẻ có được. Dạ. Bà dịnh vô chiếc xe chắc muốn xếp lặt luôn. Bà chân kéo một bánh mì cho mẹ nào. Bánh mì heo quay. Bà đi bán, chân chạy về tới Sa Đéc rồi. Đó nè, cái đoạn đường bên cái đoạn đường Hùng Vương á của thành phố Sa Đéc, em thấy buổi sáng ở đây rất là đông luôn, có rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn trở về đây. Trang đi ngang giờ nào cũng thấy đông vậy. Số 379 Hùng Vương. Chắc có thể ở đây chỗ là từ thiện, cũng giúp ích được rất nhiều bà con khó khăn ở thành phố Sa Đéc. Cô nãy cô cũng nói là cô hay đi ra đó nằm nghỉ. Em thấy cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn đi ra đi vô trong đó nè. Buổi sáng đông lắm, người ta phát đồ ăn hay sao á. Còn là ông bà, cô chú lớn tuổi rồi mà, để có thời gian trang tìm hiểu. Có phụ được cái gì thì phụ. Giống như là chỗ cho bà con nghỉ ngơi. Cô bánh dừa đi nghe. Rồi bây giờ mình đi về.